với tất cả quý vị thì cũng là nhờ Trung Minh, bởi vì Trung Minh là người đã sponsor cho Hà Anh Xuân có mặt trong buổi ca nhạc ngày hôm nay. Quý vị có thể dành cho Trung Minh một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Yeah. Vâng, ca Xuân rất là nhiều. Nhà Xuân mặc y với đâu mặc quần đâu. Ít cho ít, có nhiều cho nhiều, đó là cái quỹ. Và Hà Anh Xuân cũng muốn đem lời ca tiếng hát của mình để đóng góp trong chương trình. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị nhiều lắm ạ, thank you. Để Hà Anh Xuân suy nghĩ, chắc là mình xin tiện trong cái không khí như thế này thì mình phải hát bài gì đó vui vui để quý vị có thể vui và mình ủng hộ nha quý vị. Anh ơi cho em mi thứ ạ, quý vị ơi bây giờ 2 năm rồi quý vị chưa có thấy lại áo dài nhảy techno không ạ? Vậy bây giờ quý vị có muốn thấy lại không ạ? Dạ vỗ tay lớn đúng không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thầy ơi con nói con nhảy vậy chứ con không có nhảy gì đâu thầy. Dạ và cho em mi thứ nha, anh đánh techno giùm em nha. Dạ are you ready Houston? Dạ nhỏ quá. Are you ready Houston? Yes, thank you. Cho em mi thứ ạ. 1 2 3 4. Vỗ tay lớn lên được không ạ? Dạ thank you. Bởi vì không phải một mình này chỗ này mà còn tất cả các nơi ở trên toàn